cho nước vào trong bồn tắm, thêm một ít sữa tắm tạo bọt phồng phì. Mà sao cái sữa tắm này nghe mùi Omo quá vậy ta? Ý, không phải đâu nha. Nhấn chìm bé song tử, ý lộn, nhẹ nhàng đưa bé song tử vào trong bồn tắm để hưởng thụ. Bắt đầu gói chăm sóc dịch vụ cho bé song tử trong ngày hôm nay, chăm sóc từ đầu cho đến chân, từ A cho đến Z. Gội đầu gãi ngứa các kiểu xong rồi thì ngâm em nó trong một đống xà phòng, thơm từ đầu cho đến chân luôn á. Một chiếc mặt nạ vô cùng bé tí được cất trữ trong một cái hộp khá là to. Lấy ra nè và đắp mặt nạ cho em nó. Ok la, hưởng thụ đi nha. Bây giờ thì tắm lại với bé song tử cũng như là gội đầu lại với nước sạch. Từ đầu cho tới chân gãi đầu thêm một lần nữa. Chứ mà tóc dày như thế này mùa hè thì sẽ ngứa đầu lắm đây. Tự nhiên khúc này ngứa đầu muốn đi gội đầu ngang luôn á. Vắt cho sạch cái tóc của bé cũng như là vắt cho sạch toàn thân. Sử dụng một cái khăn bông và lau từ đầu cho tới chân. Mà coi bộ em này khó lau khô quá đi ạ. Lau tới đâu thì xà phòng nó ra tới đó. Thôi thì bây giờ chị đành phải sấy khô em, rồi phơi em nó lên cho khô rang như thế này nè. Nhớ nhấn follow để xem gen lần sau chăm sóc cho mấy bé cung hoàng đạo khác nữa nha. Để mà đu concert của idol thì phải makeover từ đầu cho đến cuối. Cái đầu bù xù như thế này ra đường thì biết dòm ai. Dưỡng tóc với chiết xuất từ dưa hấu và dưa leo. Xịt có 2-3 phát thôi mà nó thơm nức mũi. Chải tóc cho thiệt mượt trước khi mà mình bắt đầu tiến hành vào tạo kiểu tóc. Nhìn đầu tóc nửa đen nửa hồng là biết fan chính hiệu của ai rồi nha. Mà trời ơi, cái đầu xong mà giống ổ quả quá chừng. Chải tới chải lui mới được thành quả như thế này nhưng mà cũng rụng một mớ tóc luôn. Alo chị làm tóc ơi, hôm nay muốn có một kiểu tóc nào đó trẻ trung. Ok la em, cứ tin tưởng ở chị. Đầu tiên thì mình sẽ cột hai chùm. Cột hai chùm là trẻ trung không ai bằng luôn á nha. Sử dụng nơ màu hồng luôn để cho nó tiệm với cái đầu tóc. À mà những cái này hơi bị giống chùm cỏ luôn á mọi người. Còn bây giờ là tôi khi mà xem cắt mái trên TikTok quá 180 phút. Coi bộ là áp dụng theo, kết quả cũng ra khá là ưng ý. Tới đây nhìn cái mặt ngố ơi là ngố luôn á. Nhưng mà nhìn em nó vẫn xinh, kẹp cái nơ màu hồng bên phải, kẹp cái nơ màu hồng hoa hồng phía bên trái. Thôi kệ nó so le vậy mà nó đẹp. Tiền công của chị chịu 2. Mà đố mọi người em này là thuộc cung hoàng đạo nào đó. Dẫn bé song tử ra thợ may để may một bộ cánh đu concert của Blackpink sắp tới nè. Nhìn quả tóc của em này là biết ngay fan chính hiệu của Blackpink rồi đó nha. Thợ may đo tùm lum hết trơn, chiều ngang chiều dọc rồi thêm cái vòng đầu nữa. Mình sẽ lựa chọn cho em nó một chất liệu vô cùng ấm áp, co giãn. Nói nhỏ thôi, đây là chiếc vớ mà mình đã mất hết một chiếc á, còn một chiếc còn lại không biết làm gì đem ra may đồ cho em nó luôn. Cắt cái đôi vớ này ra thành hai phần khác nhau như thế này nè. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng chỉ màu trắng nha. Xỏ kim xỏ chỉ xong rồi thì bây giờ lật ngược cái miếng vải này lại, sau đó thì mình sẽ khâu cái đầu này. Ok la, xong rồi nè, lật ngược lại mặt vải nha. Bây giờ thì chọn trang để trang trí cho em nó. Lựa tới lựa lui, lựa muốn xỉu luôn thì tìm ra được hai cái này, một cái là quả đào hồng và một cái là quả nơ hồng. Chọn hai cái khác nhau cho nó lệch lệch đi. Miếng vải còn lại thì khoét hai cái lỗ tròn tròn, cho hai cái tay ngắn cuộn xinh xẻo của em nó vào, khâu dúm lại ở trước ngực, sau đó thêm một chùm cherry. Ta da, xong rồi nè, tiền công của chị là 300. Diện ngay luôn chứ còn chờ gì nữa, mang cái đầm vào xong rồi đổi cái nón len vào. Trời ơi xinh xẻo luôn á nha. Bộ đồ này có đủ trấy để tham gia concert của Blackpink không? Chị gái soi gương coi có đẹp không, đẹp thì trả tiền cho em nha. Trước khi mà makeup thì đầu tiên là phải mang một cái cài tóc để vén cái tóc mái lên cho nó gọn gàng. Sử dụng màu hồng luôn nha, tiệp với cái màu tóc màu hồng của bé song tử. Mấy cái màu mắt này coi bộ nó già già nhưng mà đánh lên thì đẹp lắm nha. Phủ một lớp phấn mắt màu vàng đồng, coi bộ cũng quyền quý lắm chứ bộ. Đánh má hồng mà sử dụng phấn màu hồng là quá xưa rồi, chị đây chơi luôn màu nâu lấp la lấp lánh. Mà coi bộ phủ lên một cái nó đẹp hơn hẳn luôn nha. Cuối cùng là thêm một cái lớp highlight màu trắng tinh lên khắp khuôn mặt của mình, phủ sương sương vậy thôi chứ cái mặt phấn không thì cũng kỳ. Lấy ngay cây bút kẻ mắt vẽ cho em nó ba cái lông mi mỗi bên. Bây giờ thì son môi nha. Nhìn cây son thì cái màu của nó đỏ rõ ràng luôn á, mà son lên son nhìn thấy nó nâu nâu. Lấy cây cọ để quến quến ra chứ để son dính cục thì nó kỳ. Makeup look của chị đã xong rồi đây, bây giờ mời chị song tử soi gương nha. Hi hi, song tử thích quá à. Tuy là già thêm mấy tuổi nữa nhưng mà công nhận nó đẹp. Còn các bạn thấy sao? Có ai cùng song tử nhớ điểm danh nha. Đố mọi người em búp bê này thuộc cung gì đây? Nhìn cái mái tóc quá ư là cháy là có thể đoán ra được rồi đó nha. Cung gì mà mạnh mẽ quyết đoán và tự tin, rồi đút ơi rụng nguyên một mớ tóc luôn nè. Khuôn mặt của em nó rất đẹp nhưng mà bởi vì cái mái tóc bù xù làm cho em rất là mất tự tin, cho nên mình quyết định sẽ làm kiểu tóc thắt bím nha. Nhưng mà không phải thắt bím theo kiểu truyền thống đâu, mình phải phá cách thêm một chút thì mới phù hợp với tính cách yêu thích sự nổi bật của em nó. Đó chính là thắt bím ba chùm luôn, hai chùm hai bên và thêm một cái chùm ở phía sau như thế này nè. Xong rồi, cưng muốn xỉu luôn nha, nhìn gọn gàng hẳn luôn nè cả nhà. Vừa mới nói gọn gàng quay nhìn cái mái hết hồn muốn xỉu. Mặt của bé này nó hơi tròn một tí xíu cho nên là mình sẽ cắt một kiểu tóc mái ôm sát với khuôn mặt cho cái khuôn mặt nó nhỏ nhỏ lại. Tới đây thì phát hiện ra em nó có một sợi tóc bạc nè, cắt cái mái quá là ưng luôn. Còn đây là nguyên một đống kẹp tóc bướm bướm bảy sắc cầu vồng, mình sẽ kẹp đều lên hai bên bím tóc như thế này, nhưng mà đừng quên cái bím tóc ở phía sau luôn nha. Kẹp xong cái bím tóc phía sau này nhìn em nó giống con khủng long hết sức. Và đây chính là kết quả cuối cùng, trong em nó vừa nổi bật lại vừa xinh xắn. Nhớ nhấn follow để xem hành trình lột xác của em đó nha. Một miếng vải đã cũ rồi nhưng có thể biến thành đồ mới cho bé sư tử.
Đầu tiên là mình sẽ cắt ra thành một miếng hình chữ nhật dài như thế này. Để mà đo cho chính xác thì mình sẽ mang lên trực tiếp người của em nó, xong rồi đánh dấu chỗ của hai cái tay hai bên, khoét hai cái lỗ để lò cái tay bé xíu của em nó qua nè, bẻ cái cổ xuống như thế này giống như là áo vest vậy đó, cho nó đẹp hơn một tí xíu. Sau đó thì mình sẽ dùng chỉ và khâu lại như thế này. Lần trước mình có may bộ đồ cho bé Song Tử mà mọi người chê quá chừng luôn, buồn ơi là buồn, nhưng mà may đồ cho mấy em này cũng hơi khó bởi vì hai cái tay của em rất là ngắn luôn á mọi người. Xong được cái cổ rồi nè, làm tương tự với phía bên kia. Cuối cùng là mình sẽ đính cái nút này vào. Mấy bạn mà đi học mang áo dài nhìn cái nút này sẽ rất là nhớ luôn á. Đây là một cái charm hình hoa anh đào, mình sẽ đính lên trên áo quần cũng như là trên cái nón của em nó. Và đây chính là kết quả. Ta-da, bé Sư Tử chào mọi người nha. Coi bộ là bộ đồ này cũng khá hợp với kiểu tóc quá mọi người, bởi vì nó có những chi tiết màu cam cho nên trông rất là hài hòa. Rồi mấy bạn mà cung Sư Tử, mọi người thấy bộ đồ này có ok la không? Nhớ để lại dưới phần bình luận cho Gen biết nha. Và đừng quên nhấn follow để xem lần sau Gen sẽ chăm sóc cho những bé cung hoàng đạo khác nữa nha.